Hello tất cả các bác nhá. Hôm nay thợ bên em cũng may xong một cái số lượng hàng để phục vụ các bác trong quá trình chúng ta đi rừng, chúng ta đi săn bẫy gà đây ạ. Đây trước mắt các bác đây là một cái dòng túi bổi mà thời gian qua cũng rất là nhiều anh em hỏi, nhưng mà em chưa có hàng thì hôm nay may được một số lượng tương đối là nhiều rồi. Cái dòng này là dòng bổi thò chân các bác nhá. Đây hai chân con gà thò qua hai cái lỗ này và hai đầu của nó đều có cái dây rút này tương tự như cái dòng túi không có chân kia thôi, nó không khác nhau gì cả. Và dây của nó cũng có hai dây, một dây ngắn để xách tay và một dây dài để cho chúng ta đeo vai. Và tiện đây thì em cũng giới thiệu thêm một cái mẫu nữa. Một cái mẫu này hình thức về màu sắc và hình thức của cái ba lô nhá. Ba lô nó khác với cái mẫu lần trước em giới thiệu cho các bác đấy. Lần trước em làm video giới thiệu nhưng mà mẫu của nó là màu khác. Và lần này có cái màu này về ngụy trang, màu này đẹp quá. Em thấy đẹp quá, em phải lên đây để em thông tin tới tất cả bác nào thích thì qua shop ủng hộ em nhá. Đây cái màu này nó mới may xong này, em may được mấy chục cái thôi. Thì cái dòng này đây các bác ạ, màu của nó đẹp hơn cái màu lần trước theo em cảm nhận như thế, cho nên em phải đăng tải lên luôn để khoe với các bác. Thì bác nào có nhu cầu qua shop ủng hộ em. Nói chung về hình thức may thì nó không có gì là khác so với dòng ba lô, kể cả nó đều là khóa thì của nó đều là mở lên mở xuống thôi. Đây đối với dòng ba lô. Và về hình thức may nói chung không có gì khác. Nếu bác nào mà xem video của em rồi, có cái là màu của nó, màu sắc của nó lần này nó đẹp hơn thôi. Cái màu ngụy trang lần này em thích quá, em phải lên đây khoe qua bác luôn. Và kể cả cái túi các bác nhá, túi đây em quay cho tất cả các anh em xem. Túi về số lượng rất chi là nhiều ạ, về được mấy trăm cái cơ. Thợ may được mấy trăm cái cơ, lần này đẩy nhanh tiến độ may nhanh quá các anh ạ. Thì đây ở đây này, nó cái dòng túi này, túi ngụy trang này, màu của nó lần này là màu rất là đẹp đây. Màu ngụy trang rất là đẹp và chất liệu vải mịn luôn. Mịn mượt như nhung luôn, sở thích lắm, không bị rát tay đâu, cái vải lần này mịn lắm. Đây này, đấy đều có trong này, đều lót rất là cẩn thận chắc chắn, cái này có mà siêu bền luôn. Mà chỉ có mấy chục nghìn một cái này thôi. Bác nào cần thì qua kênh đăng ký kênh ủng hộ em nhá. Và bác nào có nhu cầu thì alo trực tiếp với số điện thoại em để góc màn hình này nhá. Để chúng ta đặt hàng, chúng ta chỉ cần nhấc máy lên alo là chúng ta được lên đơn thành công rồi. Đấy số lượng các bác nhá. Túi này, túi Q92 này, Q92, Q93, AT101, 100 này, E898 này, E76, vân 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 vân. Tất cả các dòng loa điều khiển từ xa may được số lượng rất chi là nhiều. Đây là mấy trăm cái cơ, các anh em nhìn thấy không ạ? Đây bên này nữa ạ, đây em quay cho tất cả mọi người xem nhá. Đây, số lượng đây về rất chi là nhiều. Vậy bác nào có nhu cầu nhá, chúng ta thích cái màu này, chúng ta hãy nhanh tay đặt hàng thôi nào. Và số lượng mà về nhiều các bác tha hồ đặt hàng nhá. Và bây giờ em sẽ đăng tải luôn cái thông tin này lên cho toàn thể anh em biết đến. Bác nào có nhu cầu hãy qua shop ủng hộ em nhá. Đồ ngụy trang này, ngoài túi của loa điều khiển này, ngoài ba lô ra, ngoài túi đựng gà ra, bên em có cả túi đựng gà mồi này, giò thòng này để chúng ta đi bẫy gà này, quần áo ngụy trang này, mũ này, khẩu trang là tặng kèm theo áo rồi, không nói rồi. Và đầy đủ cả giày nữa các bác nhá. Bác nào có nhu cầu hãy qua shop, thấy hay hãy đăng ký kênh giúp em gái với nhá. Em xin cảm ơn tấm lòng của tất cả mọi người. Và như thường lệ em xin đăng tải luôn cái video này lên để tất cả các bác, tất cả anh em chúng ta nhận được thông tin mà có nhu cầu qua shop ủng hộ em nhá. Em xin chào tất cả các anh ạ.